Chào tất cả các bạn à. Tiếp tục hai tiếp lớn ạ. Dân kêu ai kêu dữ ta? Năm ạ. Màu cam lên nó lên. Đứng dậy luôn. Được, quá hay.
Dây bỏ dữ à? Dây bỏ giống dữ à? Lưng hết. Dữ bỏ đi, tôi có bỏ đâu. Nghe được văng chưa? Lắc, lắc đầu không? Con gì mà cho nhẹ gió, gió này yếu quá. Vô có chỗ mất tiêu hả? Hồ vàng nào đẹp với anh hai? Thầy á hả? Đâu còn sót vậy? Vừa má về đâu nấu nước rồi uống trà được. Nấu chứ, nó rớt chứ. Sao à? Lâu dữ không? Bí quyết gì? Có bí quyết gì ghê vậy? Đâu kéo xuống rồi? Ghê vậy? Đổ lại kia không? Quên không rồi, nó đổ lại kia không? Nào, cái đó luôn. Kia bên cao bên thấp à? Hay à, anh thử gì hay vậy ta, làm lại cái nữa coi. Sao hay vậy ta? Đâu làm lại cái coi. Thử gì đọc quá ha. Nàng nó nhiệt lắm chứ ta. Về đậu con khác rồi. Đi đâu anh mang vô kia nghe chẳng. Đường rừng không hả? Dùng chữ chiều bán 300 ngàn bác coi không anh? Bán chừng 150 à? Làm nhiều luôn rồi. Bán chỉ 300 ngàn. Má không đi phải rồi. Hết là nhiều. Để ca vô á. Mỹ vô gì á. Còn nước rửa chết cho tôi ăn thôi. Nước rửa uống à. Ủa gà cả. Chào. Thank you.
cây lận tôi thả rồi. Bỏ trắng được. Đó lấy đó đi. Tôi tiền vốn mà tôi đó, đó luôn. Tiền vốn mà tao mua lại tao làm khác chứ. Tiền vốn lại 200 ngàn tiền vốn hơn. Viền làm quá rồi. Nước cầu vũ nó bỏ đâu ta? Hả? Nước cầu bệnh nó bỏ đâu? Qua ai cắt đó là không biết. Đúng đâu rồi. Qua ai cắt không biết. Không quậy á, không quậy á. Tắm nước rồi bỏ đâu? Qua đổ bỏ đổ lên được 5 con. Xe tới rồi. Ông nội ngoại nè, đi lấy đồ rồi. Lấy ông đi lấy rồi rớt tội nghiệp ông. Chưa có gió hay sao? Nè, dữ lắm rồi. Con này nhỏ mà cũng đủ. Nặng gió dữ ta. Có gió đâu mà nặng với nhẹ. Anh cũng đông đưa được còn hỏi anh. Chưa có gió à. Cao quá sao mà nổi cái lên bóng nó hợp không? Gió rồi. Ngang lèo quá rồi. Nè. Bung văng hả hay gì? Bung văng hả? Chưa carbon luôn hả? Carbon không á. Đâu có cung nhiều hả? Dưỡng rồi. Lật gạt cái ra. Có chịu dữ rồi. Thái, thái, thái. Nhà của chú á chứ có ai. Với lại con Bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh của nha.